thổi hút thuốc có phạm vào giới uống rượu không? Vì con thấy hút thuốc nó cũng thỏa mãn cái dục của mình nghiệp này có nặng không? À, quý vị nên nhớ dùm cái giới này là không uống không uống rượu và các chất say là nhân sanh ra sự dễ vui ừ. Uhm thì uh, nó có những cái đặc điểm đó là gì thứ nhất là nó làm cho mình bị nghiện cái thứ hai nó làm cho mình dễ vui thì chính bởi vì những cái chi phần đó uh, cho nên cái việc hút thuốc cũng tính là phạm cái giới này uh, nhưng mà nó ở cái mức độ là nó nhẹ hơn thôi tức là mình không có đến cái mức độ là mình đánh mất lý trí yeah. nhưng mà không kém bao nhiêu đâu. thành ra đó nhiều vị đổ thừa, đổ thừa là Phật không có cấm, tầm bậy, do mình không có hiểu luật, rồi mình lại quên một chuyện đó là gì. Đức Phật có nói bốn cái y cứ pháp đấy, đại loại là cái gì mà ngài chưa có cho phép hoặc là ngài chưa có cấm mà xét thấy nó uh, phù hợp với uh, luật, phù hợp với luật với kinh thì có thể làm. Còn chuyện nào mà ngài chưa có cho phép hoặc chưa có cấm, ấy, mà thấy là nó không phù hợp, nó đi ngược lại với kinh và luật thì không được làm. Uh, nhiều vị uh, do không có kiểm soát được. Ấy. Uh, thành ra là dùng những cái cách này cách kia để mà lấp liếm chứ còn thực tế thì nó phạm vào cái giới này Hả? còn quý vị hỏi nó có nặng hay không thì uh, nó tùy thuộc vào đối tượng đối với hàng cư sĩ đối với hàng cư sĩ đó, thì uh, nó tương đương với việc là quý vị phạm vào một cái giới nghiêm trọng nhất trong năm giới uh, còn đối với tu sĩ đó thì nó lại thuộc về cái giới có thể sám hối được à, nó thuộc về cái tội ưng đối trị ưng ừ. 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 đối trị cái tội ưng đối trị nó sẽ đưa ra một vài cái vấn đề để mà quý vị uh, uh, hiểu là cái, cái 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 mức độ nghiêm trọng của nó như thế nào uh. ví dụ như uh, ăn chiều Tức là ăn chiều mà còn ăn mặt trời nó nó quá bóng rồi mà vẫn còn ăn vẫn còn ăn chiều tương đương với cái nghiệp đó à rồi um... okay. cái nghiệp nào muốn gì dễ hiểu dễ hình dung à, hoặc là để uh... À, để móng tay dài để móng tay dài mà không chịu cắt để tóc dài không chịu cắt đấy à rồi hoặc á là đi vào trong xóm làng mà còn mang dép thì à, nó tương đương đó là những những cái tương đương ha à, nhưng mà nó nhẹ hơn nó nhẹ hơn một số cái nghiệp ví dụ như nó nhẹ hơn số nghiệp như là à, động chạm người nữ xúc chạm với người nữ bằng cái tâm ái nhiễm rồi à, nói chuyện à, nói chuyện dâm dục với người nữ rồi à, làm mai mối à, đấy. thì nó đại loại là nó sẽ nhẹ hơn những cái cái cái, cái tội sư vượng nói. Ừ. Mà nó nói mà nó lại nặng hơn một số tội ví dụ như soi à, gương, à, rồi à, cắt tóc bằng kéo, à, rồi à, à, tắm thường xuyên, đấy thì nó lại nặng hơn những cái những cái tội đó. Xin nói để quý vị có những, có cái 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 cái, cái mường tượng về cái cái tầm. Ờ, nặng nhẹ của cái tội này trong cái hàng tỳ kheo. Ha. Còn đối với cư sĩ thì tương đương với cái việc là đức một giới trong năm giới.